Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu Sử ca sĩ Đan Nguyên. Đan Nguyên, tên thật là Nguyễn Đặng San, là một ca sĩ người Mỹ gốc Việt thành công với dòng nhạc vàng trước năm 1975. Anh từng cộng tác với Trung tâm Asia từ năm 2007 đến năm 2016 và Trung tâm Thúy Nga từ năm 2016 cho đến nay. Ca sĩ Đan Nguyên sinh vào ngày 9 tháng 7 năm 1984 tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 1998, anh đã cùng với gia đình là mẹ và hai em gái, một em trai sang định cư ở Hoa Kỳ. Hiện nay, ca sĩ Đan Nguyên thường góp mặt trong các chương trình ca nhạc của người Việt ở hải ngoại cũng như lưu diễn ở Anh, Canada. Năm 2006, Đan Nguyên đã tham dự cuộc thi tuyển lựa ca sĩ hải ngoại và đoạt 4 giải nhất, 1 giải nhì trong 6 cuộc thi từ Bắc Cali tới Nam Cali. Trong lần gặp gỡ ca sĩ Trish Thủy Trang ở Đại Nhạc Hội tại Sun Road, anh đã nhờ Trish đưa CD của mình đến tận tay Trúc Hồ và Thi Vân, giám đốc Trung tâm Asia. Hai ngày sau thì ca sĩ Đan Nguyên đã nhận được điện thoại của Trúc Hồ mời đến thử giọng. Ngày sau đó, Đan Nguyên đã bay xuống và thâu thử giọng bài Xin Làm Người Xa Lạ. Với giọng ca đặc biệt, Đan Nguyên đã khiến cho Trung tâm Asia chú ý và mời diễn trong chương trình Asia 55 Hát Với Thần Tượng Thu Hình vào mùa hè năm 2007. Trong lần đầu tiên xuất hiện đó, Đan Nguyên đã gây dấu ấn với khán giả qua màn song ca thành công cùng với ca sĩ Chế Linh và thể hiện nhạc phẩm nổi tiếng Thói Đời của nhạc sĩ Trúc Phương. Từ đó, Đan Nguyên đã bước vào con đường ca hát và nhanh chóng chiếm được sự yêu mến của rất nhiều khán giả. Đầu năm 2016, ca sĩ Đan Nguyên đã cộng tác với Trung tâm Thúy Nga từ Paris by Night 118 50 năm âm nhạc Đức Huy. Tiếng hát của anh đã được giới yêu nhạc trữ tình cả trong nước và hải ngoại biết đến. Vì Đan Nguyên có chất giọng rất buồn và lôi cuốn như khán giả trẻ tuổi, thậm chí với khán giả lớn tuổi đã từng đam mê dòng nhạc vàng. Với cách phát âm TR đặc trưng và ngoại hình bắt mắt, anh đã được khán giả yêu thích, đặt cho biệt danh là người hùng phong trần hay lãng tử phong trần. Về sự nghiệp, Đan Nguyên, một trong những nam ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình sâu lắng, gây ấn tượng với giọng hát cao vút đầy nội lực. Những ca khúc của anh đã luôn đi sâu vào lòng khán giả tại hải ngoại cũng như ở trong nước. Sở hữu chất giọng đặc biệt, Đan Nguyên là một cái tên xuất sắc tại Trung tâm Nhạc hội Asia, là một nhạc sĩ khá kín tiếng về chuyện đời tư, nên ít ai biết được sự nghiệp từ lúc chưa nổi tiếng đến bây giờ của anh. Sự nghiệp ca hát của ca sĩ Đan Nguyên bắt đầu từ năm 2006, khi mà anh bắt đầu theo học âm nhạc tại một trường đại học nổi tiếng. Là một ca sĩ nổi tiếng, Đan Nguyên cho biết anh cảm thấy bất mãn khi tên tuổi của anh lại gắn liền với những hình ảnh cậu bé bán kẹo kéo được mọi người hay nhắc tới. Sự việc này đã bắt đầu từ khi một đoạn video của một cậu bé 22 tuổi tên Trọng Nghĩa được nhiều người quan tâm. Những khán giả xem qua đã cho rằng cậu bé có giọng hát ngọt ngào, không thua kém gì ca sĩ Đan Nguyên. Từ đó, nghệ danh Đan Nguyên đường phố hay Đan Nguyên kẹo kéo ra đời. Theo chia sẻ của nam ca sĩ thì anh không biết tại sao mọi người lại nhắc đến anh mỗi khi nói về cậu bé hát nhạc đường phố ấy. Bị mượn tên tuổi của mình, nam ca sĩ cũng cảm thấy không thoải mái khi mà được nhắc tới vấn đề này. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.